Có thể nói người hâm mộ Manchester City thời điểm hiện tại đang được sống những ngày tháng vui buồn lẫn lộn của mùa giải 2015-2016. Mùa giải mà nửa xanh thành Manchester đã kết thúc ở vị trí thứ tư của Premier League. Một mùa giải có thể được xem là tệ nhất của The Citizen trong vòng 8 năm trở lại đây. Thậm chí còn tệ hơn cả mùa giải 2019-2020, mùa giải mà họ bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch Premier League, hay là mùa giải 2020-2021, mùa giải họ gần như có tất cả, chỉ không có được danh hiệu Champions League sau khi bị Kai Havertz hạ gục trong trận chung kết giữa Man Xanh và Chelsea tại sân Estadio do Dragão cách đây hơn 2 năm. Dù ở thời điểm hiện tại, Man Xanh đang ở một vị thế rất khác so với họ thời điểm cách đây 7 năm trước. Thời điểm họ vẫn là một tập thể mạnh mẽ nhưng vẫn còn hoang sơ, một dự án tươi mới nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ của các ông chủ Ả Rập, chứ không phải là một cỗ máy bách chiến bách thắng. Chủ nhân của cúp ba thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh cũng như thành Manchester. Nhưng về mặt thành tích, có cảm giác tập thể của Pep Guardiola đang trở lại với chính họ ở mùa giải 2015-2016. Một Man City có phần thiếu sức sống, thiếu mạch lạc, thậm chí còn thiếu luôn cả sự chính xác trong các pha bóng, những thứ đã giúp họ có được thành công vang dội ở mùa giải trước. Tuy thi đấu thiếu mạch lạc là vậy, nhưng cũng giống như mùa giải 2015-2016, Man Xanh khi ra trời Âu cũng như đấu trường quốc tế vẫn là một tập thể bách chiến bách thắng, một tập thể kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng với thành tích toàn thắng. Một Man City đang tràn trề hy vọng có được danh hiệu FIFA Club World Cup nếu đánh bại thành công đại diện đến từ châu Á Urawares ở trận bán kết diễn ra vào ngày mai. Vậy Manchester City đang trải qua những gì trước khi đối đầu với Urawares Diamonds ở trận bán kết FIFA Club World Cup 2023? Chúng ta biết được gì về cặp đấu bán kết giữa Man City và đại diện Nhật Bản? Liệu họ có thể giành được danh hiệu Club World Cup cuối cùng thể thức 7 đội này hay không? Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là câu hỏi, liệu Man City có thể dùng niềm cảm hứng tới từ chức vô địch FIFA Club World Cup để bứt tốc ở giai đoạn còn lại của mùa giải hay không? Dưới đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kể trên. Có thể nói, thành tích của Manchester City mùa này đang có phần giống với họ ở mùa giải 2015-2016. Mùa giải mà nửa xanh thành Manchester đã kết thúc với vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, vị trí khiến họ phải thi đấu lượt playoff Champions League. Tuy nhiên, khác với Man Xanh của quá khứ, kể cả khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, đội chủ sân Etihad vẫn sẽ có được tấm vé vào chơi tại Champions League chứ không phải thi đấu vòng loại như trước đây. Tuy nhiên, điều đó không khiến cho người hâm mộ Man City cảm thấy lo lắng với thành tích của đội nhà. Cụ thể tính đến thời điểm hiện tại của Premier League, nửa xanh thành Manchester mới chỉ có được 10 trận thắng, 4 trận hòa và để thua 3 trận sau 17 trận đã đấu, ghi được 40 bàn nhưng cũng đã để thủng lưới 20 lần, đạt tỷ lệ bàn thắng bại là dương 20. Một tỷ lệ khá ổn với đội bóng đang xếp thứ tư tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, họ chỉ có được 34 điểm, cách Tottenham Hotspur đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Tệ hơn, Manchester City mới chỉ giành được một chiến thắng ở 5 trận gần nhất, còn lại là 3 trận hòa và 1 trận thua. Các phải chuỗi trận thành tích đáng buồn ở cấp độ quốc nội, nhưng ở đấu trường châu Âu, Man Xanh lại cho thấy phong độ hủy diệt. Cụ thể, đội bóng này đã kết thúc vòng bảng Champions League với thành tích toàn thắng cả 6 trận, ghi được 16 bàn và chỉ để thủng lưới có 7 lần. Có được số điểm tuyệt đối 18 điểm, cách đội đứng thứ hai của bảng đấu là RB Leipzig tới 6 điểm. Trong khi đó, gã hàng xóm của họ Manchester United thì kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng để thua 4 trận và chỉ có được 1 trận thắng kèm 1 trận hòa. Tệ hơn, Man United ghi được 12 bàn thắng xuyên suốt vòng bảng, tức bằng với đội đầu bảng Bayern Munich, nhưng lại chỉ kết được có đúng 4 điểm từ 12 bàn thắng đó. Trong khi đó, đại diện từ Nhật Bản cũng không khá khẩm hơn là bao so với Man City. Cụ thể theo Optajo, Urawares Diamond đã để thua 6 trận và chỉ có được 3 chiến thắng ở trận đấu thuộc mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, đại diện đến từ Nhật Bản lại có được chiến thắng đầy bất ngờ trước đại diện Club Lyon của CONCACAF ở trận đấu thuộc vòng 2 của FIFA Club World Cup diễn ra vào thứ 6 tuần trước, qua đó giúp họ vào chơi trận bán kết trước Man City vào rạng sáng ngày mai. Với những thành tích kể trên, có thể thấy nửa xanh thành Manchester đang có được rất nhiều lợi thế trước đối thủ đến từ Nhật Bản trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn chúng ta đặt ra một câu hỏi, đó là chúng ta đã biết được gì về cặp đấu này? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho thắc mắc trên. Theo các trang của Opta, đây là lần thứ hai một đội bóng đến từ Nhật Bản đối đầu với một đội bóng đến từ Anh ở bán kết FIFA Club World Cup. Càng thú vị hơn khi biết rằng lần gần nhất mà hai nền bóng đá này gặp nhau ở một giải đấu thế giới cấp câu lạc bộ, bóng đá Anh cũng có một đại diện đến từ thành Manchester, đó là Manchester United ở mùa 2008-2009, mùa giải mà họ tham dự FIFA Club World Cup dưới tư cách là nhà vô địch Champions League mùa giải 2007-2008. Đối thủ của nửa đỏ thành Manchester ở trận đấu đó là Gamba Osaka. Một thống kê đáng chú ý khác được trang Opta đưa ra, đó là các đại diện châu Á đã để thua 13 lần ở các kỳ FIFA Club World Cup trước đó khi đối đầu với các đại diện đến từ châu Âu. Để thủng lưới 41 bàn, tức trung bình một trận, họ sẽ để thủng lưới tới 3,2 bàn. Dù về mặt thành tích và đẳng cấp, Man City rõ ràng nhỉnh hơn đại diện đến từ Nhật Bản rất nhiều. Nhưng về mặt kinh nghiệm,
nửa xanh thành Manchester vẫn chưa thể bằng đại diện đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Cụ thể, đây đã là lần thứ 3 Urawa Red Diamond tham dự đấu trường này, thậm chí đã có lúc họ giành được vị trí thứ 3 ở mùa giải 2017. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên Man City được tham dự một giải đấu FIFA Club World Cup, qua đó trở thành đội bóng Anh thứ 4 góp mặt ở giải đấu này kể từ khi giải đấu đầu tiên được tổ chức vào năm 2000, trước đó là Man United, Liverpool và Chelsea. Một thống kê khác cũng giúp Man City có thêm phần tự tin, đó là ở đấu trường FIFA Club World Cup, các đại diện châu Âu đã có được 20 trận thắng tính từ sau trận thua của Chelsea trước Corinthians ở mùa giải 2012-2013. Tuy nhiên, có một sự thật thú vị, đó là ở trong lịch sử giải đấu này, có 4 lần các đội bóng châu Âu để thua và có đến 3 lần là các đội bóng Anh. Cụ thể đó là Man United tại FIFA Club World Cup 2000, Liverpool ở FIFA Club World Cup 2005 và Chelsea tại FIFA Club World Cup 2012. Đây sẽ là lần thứ 4 huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt một đội bóng tại đấu trường này. 3 lần trước đó thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha đều là người thắng cuộc. Cụ thể đó là hai mùa giải 2009 và 2011, trong khi còn dẫn dắt Barcelona. Tiếp đó là mùa giải 2013 trong mùa Bayern Munich. Đáng kể hơn thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha toàn thắng trong 3 lần lên ngôi ở đấu trường này, một thành tích mà chưa huấn luyện viên nào ở châu Âu làm được trong quá khứ cũng như là hiện tại. Một tin vui khác đến với Manchester City, đó là Kevin De Bruyne đã tập luyện trở lại trong những ngày gần đây. Thêm vào đó thì tiền vệ người Bỉ cũng đã được huấn luyện viên Pep Guardiola điền tên vào danh sách tham dự FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, cũng theo huấn luyện viên người Tây Ban Nha, ông vẫn chưa ấn định được ngày trở lại của tiền vệ người Bỉ. Ngoài ra, trong danh sách trở lại còn có Erling Haaland, người đã không thể ra sân ở trận hòa trước Crystal Palace diễn ra vào cuối tuần trước. Trước trận đấu này diễn ra, trang Optajo đã sử dụng các siêu máy tính của mình để xem xét tỷ lệ giành chiến thắng của nửa xanh thành Manchester ở 10.000 tình huống giả lập khác nhau. Theo trang thống kê này, cơ hội giành chiến thắng của Man City trước nhà vô địch AFC Champions League 2022 là 75,4%, trong khi đó tỷ lệ này của Urawa Red Diamond chỉ là 10%. Cũng theo siêu máy tính của Opta, chỉ có 14,8% khả năng trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút thi đấu. Cuối cùng, cũng theo thống kê này, các câu lạc bộ tới từ châu Âu đều giành phần thắng ở 18 trận bán kết FIFA Club World Cup gần nhất mà họ tham dự, với tổng tỷ số là 52-9. Trong khi đó, các đội bóng đến từ Anh đều giành chiến thắng ở các trận bán kết mà họ tham dự tại FIFA Club World Cup. Chắc chắn với những thống kê này, Man City hoàn toàn có thể tự tin vào một chiến thắng trước đại diện đến từ xứ sở Phù Tàng ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Với nửa xanh thành Manchester, việc có được danh hiệu FIFA Club World Cup có thể được xem là bước đệm quan trọng cho cuộc đua nước rút ở phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, với việc Kevin De Bruyne đã chính thức nói lời chia tay với mùa giải vì những chấn thương dài dẳng, chắc chắn Man City sẽ cần phải bổ sung khá nhiều vị trí, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, nếu muốn nuôi tham vọng bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, cùng với đó là danh hiệu Premier League mùa giải hiện tại. Kể cả khi Man City không thể bảo vệ thành công cú ăn ba tuyệt vời của họ mùa trước, người hâm mộ Man City vẫn có thể tự hào về những gì mà tập thể do Pep Guardiola đã làm trong thời gian gần đây, nhất là khi xem xét đến việc nửa xanh thành Manchester mùa này đã mất đi sự phục vụ của Kevin De Bruyne, một trong những mắt xích quan trọng nhất của hàng công đội chủ sân Etihad. Cùng với đó là việc các đối thủ của họ trong cuộc đua vô địch như Arsenal, Tottenham hay Liverpool đang có được sự trở lại mạnh mẽ từ Premier League mùa giải hiện tại. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu Pep Guardiola có thể giúp nửa xanh thành Manchester bảo vệ thành công cú ăn ba đã giúp ông xóa đi cái tiếng huấn luyện viên một câu lạc bộ mà ông đã từng mang trong quá khứ.